ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận 1 tổ chức thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua bán hàng hóa và ra mắt phần mềm tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố quận 1. Theo trưởng phòng quản lý đô thị quận 1, Nguyễn Thành Phát, 11 tuyến đường này gồm tuyến đường Hoàng Sa, phường Tân Định, tuyến đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, tuyến đường Hải Triều và đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, tuyến đường Lê Thánh Tôn, đường Phan Bội Châu, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, tuyến đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, cầu Ông Lãnh, cầu Kho, tuyến đường Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh, tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang. Để thuận lợi trong việc tìm kiếm, xác định và đăng ký sử dụng một phần hè phố để kinh doanh, người dân có thể thực hiện việc đăng ký thông qua phần mềm tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1. Phần mềm giúp người dân có thể tra cứu nhanh chóng chức năng hè phố tại vị trí số nhà cụ thể trên địa bàn quận, thông qua bản đồ số. Bên cạnh đó, quận 1 cũng triển khai ứng dụng thu phí, lệ phí trực tiếp nộp vào ngân sách nhà nước, ưu tiên không dùng tiền mặt. Nội dung trên của quận 1 được triển khai theo quyết định 32 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Theo quyết định 32, các trường hợp được sử dụng một phần lòng đường, hè phố và đóng tiền, gồm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội và điểm giữ ô tô phục vụ hoạt động văn hóa, điểm kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, giữ xe có thu tiền dịch vụ, nơi trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị. Vỉa hè thuộc diện cho sử dụng một phần phải rộng ít nhất 3 mét, trong đó 1,5 mét dành cho người đi bộ. Mức phí được thành phố áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, ở nội thành sẽ cao hơn ngoại ô. Trong đó, mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng 1 mét vuông, cao nhất 350.000 đồng 1 mét vuông mỗi tháng. Các hoạt động khác sẽ áp dụng mức 20 đến 100.000 đồng 1 mét vuông. Qua ghi nhận thực tế của phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng ngay trong sáng ngày 9 tháng 5, hầu hết các tuyến đường đã được địa phương sơn kẻ vạch quy định rõ phần vỉa hè được sử dụng để kinh doanh, mua bán và phần vỉa hè dành cho người đi bộ.